Đây 30 tháng 4 nha các bạn nha. 30 tháng 4 đội quân hát then của câu lạc bộ hát then Thác Thủy Tiên. Là khu du lịch Thác Thủy Tiên đang chuẩn bị đồ quay heo này. Thứ gì nhiều nhỉ? Quay heo đồ ăn thức uống đây, đang chuẩn bị đây. Cái này quân hơi bị nhiều đây. Ha à, heo đâu? Đây. Heo chú bác đi, hỏi anh bác heo cái túi. Đi anh bác cùng với anh cho. Đây là khu vực của Thác Thủy Tiên, ngày 30 tháng 4 là anh em tập trung tới đây vui chơi giải trí, để lao những ngày mình nhập. Đi lên lấy chuyến nữa đi. Bắt đem cái này được. Lấy đâu, lấy đâu. Còn cái nào nữa đâu? Còn nhiều cái lắm, nhưng mà nếu mà anh xách được xách cái này cho em. Rồi, anh xách một cái. Đây, đây là nấu cơm lam này. Rồi là củi này là để đấy lấy về quay heo. Còn mấy cái bu đinh này làm cái gì đấy? Bu đinh về đi đóng quay heo. Là lại được đóng quay heo đúng không? Đóng quay heo à, có đầy đủ. Đây bây giờ anh em một số nữa được, còn đũa nữa không? Hả? Có lấy sách được hết không? Sách thì không được hết rồi. Không có ai nữa à? Còn cái thớt nữa. Cho mấy đứa nhỏ lên lại. Cào đây con Nam với con Quỳnh ấy. Tí cho nó lên đây. À, đi cho nó lên lại để mà lấy bớt cái này xuống. Rồi. Thôi anh em mình đi xuống trước đây. Bây giờ là đi xuống tìm chỗ để mà quay heo nha các bạn nhé. Cái máy hẹp. Khu này khu vui chơi giải trí ở đây. Đấy, bắt đầu xuống thác và xuống bậc thang xuống thác. Kiến được cửa mới lại. Ôi bán thác à, Kiến. Đây thác. Xuống đến đây là bắt đầu có ca nhạc rồi các bạn ạ. Có ca nhạc là có khả năng là không quay được. Bởi vì quay dính vào mấy cái bản nhạc bản quyền là không có thể làm được gì hết. Đoàn mình sẽ làm heo quay các bạn đến nhậu nha, 500 anh em đến nhậu ấy. 500 anh em tới không đủ đâu, mà coi heo quay có mấy chục ký thôi. 500 anh em là phải con mấy tạ. Một miếng cũng là thủ chức. Ồ, nước bữa nay cạn rồi. Thế thì bỏ đi xuống cái chỗ thứ hai kia là đẹp nhất, nhưng mà bây giờ sợ không có chỗ rồi. Bây giờ các bạn thấy đây, cả đoàn xuống 30 tháng 4 đi xuống đây. Bây giờ làm một cái bên này nữa để mà cho người ta lên. Cái này là phải làm hai cái nhỉ, một mỗi bên bên lên bên xuống mới được. Cái này lúc người xuống lúc người lên là trên. Luôn. Mai mốt em làm cái giám đốc này đi, giám đốc khu du lịch này đi. Để em thầu lại nhá. Bây giờ các bạn nhé, anh em đang xuống nha, một đường xuống lối xuống, được một lối thôi. Thì một lối xuống là lên là phải giống nhau ấy. Đấy, nhìn như vậy thôi nhưng mà dốc lắm, dốc còn hơn mái nhà luôn ấy. Rồi, cũng từ từ đi xuống rồi. Ở bên này quét vôi này là nhìn có vẻ đẹp hơn này. Tiếc để đến khuya. Rất lắm, bậc thang thì chết đến rồi, bây giờ quên rồi. Lâu hơn một đến rồi, không biết bao nhiêu bậc thang. Mà có vẻ là hơi nhiều.
Đó, xích cái này. Từ, em đi sang bên này. Cái này đừng có sô đẩy nhau á. Sô đẩy nhau cắm đồ mà phát là lao xuống dưới ầm á. Đây, đội quân về đây người thì mang song, người thì mang nồi, người thì mang chảo, mang cả cái giỏ đi bắt cá, không biết có cá bắt không nhất nữa, rồi có cả cái nôm. Chúng đây là bắt đầu có ca nhạc rồi. Đấy. Ca nhạc phải lấy đường rồi. Quên điện thoại lấy rồi mà mọi người đã xuống rồi. Chỉ xuống dưới hả? Ủa? Ôi, bên kia là bên trên mà. Lên bên trên đi bà, thấy lên bên trên mà. Bên trên đi bên dưới đi. Em phải thắt tay thật quá, bên này xíu rồi, nhưng mình chơi mà xíu. Đây bây giờ vắng rồi kìa. Thế bây giờ đi qua bên kia thế nào à? Đây mình thấy bác cây lên trên kia rồi mà. Hả? Bên nào? Đây này. À, đây là qua bên kia đi. Đâu vậy đó? À, đây kia, ở bên kia. Bà ba thì đi con nào. Mày nhé. À, cái vòng của ai rớt đây này? Sắn quần mới được. Nước cũng không nhiều lắm đâu nhưng mà phải sắn quần đấy. Đi, biết đi đây rồi mà còn mang giày làm gì? Đi biết qua đây là ấy rồi. Đây thì trời nắng lắm à? Ủa, hơi bị nắng ấy. Không, tí nữa nó quay mà. Tí nữa mặt trời nó quay. Không có quay không? Xoay dần. Qua trên dọc rồi đúng không? Đấy, thế này nó mới chính xác được. Cái đầu còn nghiêng. Anh bẻ cái mũi nó ra. Mình nhúng ở đâu? Bên kia khác nữa chứ? À, cái nhúng bên kia chứ? Ừ, nhúng đây này, nhúng lửa. Rồi, đang nhúng lửa nhá, các bạn nhá. Lấy ra, rồi, khoan ra, mình cái tay này. Đấy, đưa con heo này là heo từ bên kia khác, của đảo quá. Heo lai rừng. Lấy trong cái tay một tí nữa. Ờ, sao? Về chắc... chắc rồi. Rồi. Để cái gì chú? Đó đi. Đó lấy kia ra. Đó, đi lên trên chú. À, lên ra lại đi. Là thằng bạn. Ở đây. Thấy chưa? Cũng không vào này. Chịu nữa. Tao sao chứ tấn sợ mà. Bây giờ không có ai nghe ai hết đấy. Nên là không hát đâu. Cho nhẹ vào. Không có ai nghe ai hết. Vào chưa? Lệch quá. Cho nhẹ vào đi. Muốn lên trên nữa mới được. Lệch vào đây. Chưa? Hôm nay là chuyển nhà xuống đây là ở cả ngày đấy luôn đấy. Đến tối mới về này. À, đến tối mới về. Cho vào 500 nghìn nhá. Nhẹ nhá. Ủa, chưa vào à? Đây thôi. Áo hơi. Có cần cái mỏ nó này. Hơi, chẳng cần tay chỉnh cái này. Đây, ngay cái ngón tay của em này.
chồng không vào. Cái cổ họng nó nhỏ quá sao? Hay là cái cổ họng nó nhỏ quá đúng không qua? Không phải, nó lệch đi. Vào chỗ nách đi. À. Sa cà mẹ. Đi lên đường hay đi lên đường? Ơi ơi ơi. Quên nhớt vào. Em vào đây đi. Đây đi. Không phải, nó lắc lẹo nhá. Đưa lên chú. Đấm từ dưới lên. Đấm luôn đi lên. Rồi, đi. Vào chưa? Vào chưa? Đứng lên một tí nào. Rồi, nó đẹp không? Đâu chưa? Một đầu. Rồi. Giờ chỉnh con heo thôi. Rồi vào rồi, qua rồi. Vào chưa? Vào rồi. Đây. Vào đây. Rồi qua bên kia thủng ngoài. Mạnh nữa. Nào. Mạnh đi. Mạnh lên. Đúng không? Nào. Đi lên vào rồi. Đang ở trong nhà. Hai con rồi. Em bây giờ chị mượn em đi lấy đồ cái. Bắt được mấy con cá rồi. Bắt được mấy con cá rồi. Lên lấy cây có phải lên thêm. Bắt được nhiều cá chưa? Bắt được nhiều cá chưa? Lên thêm cái phải. Trường Sơn hòa lời ca chiến thắng.
thăm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông, anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen, biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau, cất lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông ra. Anh qua thưa ba má em cho mình mà em biết đâu sớm mai thức dậy nhìn lên tiếng gọi mình ơi, nghĩ thôi cũng vui, có em là nhất rồi, thế nên sớm thôi anh sẽ ngỏ lời. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu làm kẻ gièm pha. Ôi à à à. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu sợ ta lỡ mất. Anh còn không ăn sẽ ăn nhà trai bướm dâu anh sẽ
tình yêu em như ly trà sữa trân châu, huyết trân châu nhưng siêu to tình yêu của em. Giọt mắt nhưng em biết mình anh nhút nhát nhưng cũng biết nói yêu. Cơm lam tại Thác Thủy Tiên. Quý khách nhà, xin mời anh chị em. Không rồi, vứt tay đi, vứt tay đây là ba đây. Sau khi coi là 3:21 tiếng, à 2 tiếng rưỡi. Đá kín coi là bắt đầu đã lên bơm. Đây là ăn vào 10 tháng 4 nha anh em nhé. Vào 10 tháng 4. Thôi được rồi, ngồi xuống đi và ngồi vào đây. Bia bọt đâu, đây đây đây. Quay đây, rồi. Em bóc cơm cho các bác ạ. Bóc cơm lam để mỗi ngày sáng ra. Cơm lam Thác Thủy Tiên nó phải dính lỏ này nhá. Chứ không dính là không được đâu nhá. Đấy là cơm nấu lỏ. Xin chào mọi người nhá. Đây là cơm lam. Đây là cơm nấu lỏ. Đây là cơm lam. Con thì làm sao đây? Cái này cái này bóc cái lo này làm cái lo đấy thôi. Bóc đi, bóc làm cái lo. Bóc một hơi mới bóc được. Bóc đi ra rồi mới uống được chứ. Bóc một hơi đi rồi mới thử. Đưa cho mình một lon nè. Ui. Cái này cũng ăn được. Anh. Ngồi đi đây. Ê, mày ngồi đó. Bóc lon đi. Anh chào không đi xuống dưới thác như này vừa lúc không có chức chưa.